các bạn thân mến, bữa nay tôi xin giới thiệu với các bạn là một chiếc máy may bao cầm tay hiệu Daichi. Đây thưa các bạn, Daichi để may bao đó. Và cái máy này thì sử dụng điện 220V đến 250V AC và có thể xài được DC luôn nữa, AC DC thưa các bạn. Cái máy này thì của Ấn Độ sản xuất. Bây giờ tôi giới thiệu sơ các bạn nó gồm những bộ phận nào thưa các bạn. Thứ nhất, chúng ta không thể nào mà thiếu được đó là chiếc motor. Trái tim của máy. Cái motor này thì chạy với tốc độ 8.000 vòng phút thưa các bạn, chưa qua buli. Khi mà qua buli rồi thì nó sẽ tăng tốc độ của máy may bao này lên gấp nhiều lần, tốc độ rất là cao thưa các bạn. Và tiếp đến là chúng ta tới là dây nguồn đây và công tắc nguồn. Đây công tắc nguồn nhỏ xíu đây để chúng ta bóp cho nó dễ dàng này thưa các bạn đó. Và tới bộ phận nữa là bình dầu bôi trơn đi thưa các bạn. Bất kể cái máy may bao nào đều phải có bình dầu để khi hoạt động thì dầu bôi trơn toàn bộ những khớp nối, những linh kiện ở bên trong máy này. Chúng ta đổ đầy dầu vô đây và chúng ta đắm nắp lại, đồng thời chúng ta bơm đây. Đó, bơm 2-3 cái mồi thì dầu sẽ, khi máy hoạt động thì dầu sẽ tự động chuyển những cái đường ống này và bôi trơn những các khớp nối này thưa các bạn. Và tiếp đến bộ phận nữa đây là cái sỏi chỉ. Đây cây sỏi chỉ, chút xíu nữa tôi sẽ trình bày với các bạn cách sỏi chỉ của cái máy may bao cầm tay này. Đây chỉ chúng ta cho đây cho nó điều hướng tới bộ phận đồng tiền. Đây đồng tiền này cũng rất là quan trọng bởi vì nó có một cái lết xo đây này. Chúng ta muốn cho chỉ nó căng hay là cho chỉ dùng thì là ở cái bộ phận này đó, điều hướng chỉ đây. Đây là hai cái lỗ sỏ chỉ để điều hướng. Và bộ phận tiếp theo nữa là đây, chúng ta lật xuống như vậy này, kim đó. Kim và chân vịt đây thưa các bạn, đây là chân vịt đây đó. Ở bên trong này thì nó còn nhiều bộ phận nữa đó. Bộ phận cơ khí rất là chính xác mà tôi sẽ trình bày với các bạn là nguyên lý hoạt động của nó sau. Bữa nay thì cái video này tôi chỉ xin trình bày với các bạn là cấu tạo sơ đồ khối của cái máy may bao Daichi này. Đây và đây là một cái cần gạt để nâng chân vịt lên này thưa các bạn đó này, và hạ chân vịt xuống đó. Toàn bộ cấu tạo của cái máy may bao Daichi này thì nó cũng đây không có cái gì là phức tạp hết. Sử dụng máy rất là bền, độ bền cao, dễ sửa chữa, giá thành rẻ. Đó. Thế bây giờ là tôi xin trình bày với các bạn là tiếp tục đến cái bộ phận là cách sỏ chỉ nha thưa các bạn. Cách sỏ chỉ của máy may bao Daichi này. Đây. Đây chỉ đây, đây là con chỉ. Đầu tiên chúng ta là sỏ chỉ vô cái điều hướng này. Quận điều hướng này. Đó đây.
tiếp tục đây nó có một cái lỗ, chúng ta xỏ ngang qua, rất quan trọng nha thưa các bạn, không phải đơn đơn giản mà người ta làm những cái lỗ xuôi ngược như vậy đâu, bởi vì để nó điều hướng chỉ rất là thuận lợi và không bị rối. Tiếp đến đây thưa các bạn, đây ta luồn vào đây, lỗ điều hướng đây, đây tôi chỉ xin trình bày với các bạn mà chưa sử dụng máy bao giờ nha thưa các bạn. Còn những cái bạn mà dành chuyên nghiệp rồi thì những cái chuyện này là quá nhỏ, quá lặt vặt. Tuy nhiên những cái bạn nào mà chưa sử dụng bao giờ có thể không biết cách, không biết cách luồn chỉ đó thưa các bạn. Đó, cái chỉ là chúng ta phải để nó nằm ở trên cái đồng tiền này này, đó nha thưa các bạn. Đây tôi xỏ lại cho các bạn, đây chúng ta xỏ đầu tiên rồi, lỗ nào cũng được nhưng mà với một mục đích là chúng ta làm cho chỉ cho nó đây đi theo một cái quy trình nhất định thì nó sẽ mọi bộ phận nó sẽ hoạt động trơn tru. Quy trình tiếp đến là chúng ta luồn qua cái lỗ này, đây đến một cái lỗ này thì chúng ta phải kéo cái tay đòn này lên, bởi trên cái tay đòn này nó có một cái lỗ như thưa các bạn, đây cái lỗ này chúng ta phải làm sao mà kéo cánh tay đòn lên như thưa các bạn, để cho nó tạo thành một cái lỗ để chúng ta xỏ chỉ, chúng ta xoay chu kim nó lên, đó đó cánh tay đòn nó lên, nó đã ra một cái lỗ rồi đó. Đây chúng ta xỏ cho đây qua cái lỗ này, đây cho các bạn nhìn nó rõ. Thực tế ra thì làm rất là đơn giản thôi, nhưng mà bởi vì quay ở trên cái video thì để cho các bạn nhìn rõ thì nó thành ra là mất thời gian. Đó đây. Đó. Đây chúng ta đã xỏ chỉ xong. Các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Đây. Đó, có nghĩa là qua hai cái đồng tiền này chỉ được ép lại này thì các bạn, đây căng hay trùng là ở cái led so này đẩy xuống, hay là chúng ta độ trùng của cái led so này căng trùng luồn qua cái cánh tay đòn đây, đây các thứ các bạn đấy, đây đó, khi đó rồi chúng ta xỏ vô kim, đây đó chúng ta xỏ vô kim, xỏ từ ngoài xỏ vào, chúng ta
ta nâng cái rồi các bạn nâng cái chân vịt lên đó, chúng ta thấy cái kim, nhưng mà chúng ta quay làm sao mà cho cái kim nó nâng lên cao nhất thưa các bạn. Đây đó, kim đang nâng lên đó, có cái lỗ đó thưa các bạn, đây lỗ đây, chúng ta sẽ xỏ cái chỉ đi qua nghe thưa các bạn, đó là xong. Đó là cách xỏ chỉ cho các bạn, rất đơn giản vậy thôi. Và khi chúng ta mà muốn may bao thì chúng ta dựng máy lên như thế này đó, đây, và chúng ta cắm nguồn bật công tắc đó. Hôm nay thì tôi chỉ xin phép các bạn là giới thiệu sơ các bạn là những bộ phận của cái máy may bao cầm tay Daichi này nghe thưa các bạn. Đây Daichi. Rồi đến cái video sau tôi sẽ trình bày với các bạn là những hư hỏng thường gặp ở cái máy may bao Daichi này.